và chụp chiếu của bệnh nhân thì trên phim thể hiện bệnh nhân bị dạn đầu dưới xương bàn 1, tức là xương bàn ngón chân cái. Hình ảnh vết dạn của nhân là không di lệch. Bệnh nhân Quách Văn Hợp, 37 tuổi. Kết quả là vết dạn đầu dưới xương bàn 1 chân phải. Anh đâu mà bị dạn xương một cái này, cái vàng một cái này. Thế em được ra vào. Có một hôm nào đây? Chiều qua. Bị trương qua thì chiều qua đi xuống sụt của bò. Anh quê ở đâu? Quê ở nhà anh gì đấy? Ra nhà anh. Quê ở công xã đấy, sau này thì bác sĩ đấy. Rồi. Đi qua thì bác sĩ mấy nhà thì vào. Sĩ trước bị dạn cuộc sống. Bây giờ bà đi lại được tốt rồi. Hai bình phục nhân dân. Ông đoàn gần nhà mì đấy à? Cái nhà mì không? Mì đằng chỗ chùa rồi. Giờ anh bán vật liệu ngoài chỗ cống đây, chỗ gần những thật rồi. Hàng mì. Mì trước thì thấy sức cú đùi. Đúng rồi. To, anh bèo to bèo lắm. Đó, bây giờ vẫn bèo. Mì đấy thì lại họ là vợ. Nó bán vật liệu ngay chỗ cầm này. Có cái dạng cái xương bàn ngón cái này mà xương không bảo bột quý người thế không biết. Cái gì có nhiều to lại dày thế này. Này bó miếng là khỏi nhìn thấy. Dạng này bó miếng là không phải. Tuần nó còn gì anh này đến 2 tuần 1 bó này nó không đúng dạng xương bàn ngón cái không phải bó nhiều bột thì làm gì nhiều quá bó dày bột quá. Nhìn kỹ không có gì, sau này cháu mà cứ cụt chân được. Ngày nào em tháo cái này, ngày nào tháo bột. Nào mà quen, nó cảm giác cứ là...
anh Hà chỉ đi lại nhé anh ấy. Miếng là khỏi. Thế 5 ngày sau rồi bỏ ra nhé, không phải sang nữa. Nếu mà nó chưa khỏi hẳn thì phải xem. Không, này một miếng là khỏi mà, giãn lại nhanh lắm. Tiêng rượu bia cho em, quay xong rồi.